anh em đi xe cứ bảo tại sao bật điều hòa phun gió rồi giảm nhiệt độ hết mức rồi mà nó không mát sâu được. Thực ra là cái điều hòa nếu mà anh em bật nó không mát sâu thì cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng mà với những cái dòng xe mà anh em đi chạy được tầm khoảng ở tầm 3 4 5 năm mà gặp cái tình trạng như này ấy thì ít cái trường hợp nó bị hết ga lắm. Thì nguyên nhân chính của cái tình trạng mà anh em bật điều hòa mà cảm giác là nó không được mát sâu ấy, đấy, cái nguyên nhân chính chủ yếu là thông thường là do cái dàn lạnh của anh em lâu ngày không vệ sinh thì cái bụi bẩn cũng như vi khuẩn bám ở trong dàn lạnh rất là nhiều. Đấy thì khi mà anh em bật điều hòa lên là anh em cảm giác nó không được mát lạnh, không được mát sâu. Thì để giải quyết vấn đề này thì chỉ có giải pháp là anh đi vệ sinh, anh em vệ sinh dàn lạnh này thôi. Vệ sinh dàn lạnh này thì nó sẽ có hai giải pháp, một là anh em sẽ tháo toàn bộ ra, anh bỏ cái dàn lạnh ra và anh em vệ sinh. Như vậy thì nó rất mất thời gian và chi phí nó khá là cao. Và bây giờ hiện tại ra có một công nghệ mới đó là vệ sinh nội soi dàn lạnh, thì bọn em sẽ có cái máy như này. Đấy, bọn em có cái mắt camera và em sẽ cho vào trong này được. Đấy, và em vệ sinh và vệ sinh qua 3 đến 4 bước thì dàn lạnh của anh em sẽ sạch toàn bộ cái bụi bụi mịn bám ở trong cái dàn lạnh cũng như là các vi khuẩn sẽ được đánh bay hết ra ngoài. Đó, và sau sẽ điều hòa của anh em sẽ mát lạnh, mát sâu như ban đầu.